Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Sport Hùng đây. Và trước mắt mọi người đang là mẫu giày thể thao chạy bộ thời trang Li-Ning chính hãng. Đồng sách tay thì Trung Quốc về Việt Nam, hàng chính hãng nhá. Hàng nội địa Trung Quốc sách tay. Đấy, đôi này thì có giá gốc là 1 triệu tư và bên Hùng đang sale chỉ còn 850.000 miễn phí ship. Đấy, thì chúng ta cùng đi về đôi giày nhá. Đấy, chúng ta xem phần đế này, phần đế được thiết kế này. Điều này nó sẽ rất là bám nền nha mọi người. Đấy, cũng như là có một miếng nhựa ở đây, nó cũng sẽ giúp cái mặt đế nó ổn định hơn. Đấy, trông cái đế đã thấy đôi giày khá là xịn sò đúng không ạ? Ok, tiếp theo phần quan trọng nhất là phần đệm của đôi giày này. Thì đôi giày này sử dụng công nghệ đệm gọi là hàng đầu của Li-Ning, chỉ sau công nghệ Li-Ning Boom thôi đấy. Đấy, công nghệ này có tên là Lightform. Công nghệ này thì có đặc điểm là nó rất nhẹ và rất là êm. Công nghệ này còn cao cấp hơn cả công nghệ Li-Ning Cloud nha mọi người. Đấy, Hùng sẽ sờ cho mọi người xem. Và lớp đệm của nó có độ đàn hồi rất là cao, nó sẽ không bị xẹp anh em nhé, xẹp rất là ít và này, nó rất là mềm. Và đặc biệt là với đôi giày này, lớp đệm này nó rất là dày luôn nhé mọi người. Đấy, ok, cái logo Li-Ning cách điệu được in ép nhiệt lên đây cũng rất là nổi bật và rất là đẹp. Đấy, đôi giày phía trên là sử dụng công nghệ lưới dệt, nhưng mà cái kiểu lưới này của nó lại rất bền nha mọi người. Kiểu lưới này là lưới kiểu Hùng hay gọi là lưới kiểu sợi cước. Đấy, nhiều khi chúng ta dùng bàn chải, chúng ta giặt, chúng ta cọ thì nó cũng không bị xước. Đấy, còn cái kiểu vải dệt thông thường ấy thì thường là nếu mà bị cào, bị trà sát thì nó sẽ kiểu bị xước, bị sờn ra mọi người. Đấy, cái kiểu chất liệu vải dệt này nó rất là bền. Đấy, và trong lớp vải dệt này thì nó còn có một lớp lót vải nữa, nên mọi người yên tâm là đôi giày nó rất là chắc chắn, sẽ không sợ bị bục gì nhá. Đấy, và giày thì nó rất là thông thoáng và nhanh khô. Form con này đi lên rất đẹp nhá. Đấy, giày rất là thông thoáng, mềm mại và nhanh khô. Hùng cũng đang đi một đôi như này nhưng mà màu khác nha anh em. Hùng đi đôi như này hơn một năm rồi, vẫn ngon nguyên keo của nó, cực kỳ chất lượng luôn anh em ạ. Đấy, đôi này bên Hùng đang sale chỉ còn 850.000 miễn ship nha. Đôi giày này đệm của nó rất là xịn này. Đấy, công nghệ Li-Ning form nha mọi người. Đấy, vải dệt này. Đấy, lót này cũng rất là êm. Ok, à, thêm nữa này, phía phần trong này nó lại còn một công nghệ đệm nữa. Đấy, cái thêm một lớp đệm màu xanh này nữa, nó lại càng thêm cho đôi giày êm hơn nha mọi người. Đấy, lớp đệm màu xanh này rất là êm nha mọi người, cũng rất là êm nha. Đấy, lót này. Đấy, đôi giày này rất nhẹ, thoáng khí, êm, giặt nhanh khô. Và keo của Li-Ning thì riêng về giày chạy cực kỳ bền luôn mọi người ạ. Giày cầu lông thì có thể đi là ví dụ 6 tháng đến 8 tháng hay 1 năm bong keo, nhưng mà giày chạy bộ khó bong keo lắm. Cho dù là mọi người đi có bị tiếp xúc nước các thứ thì nó cũng khó bong hơn giày cầu lông rất nhiều. Đấy, nếu anh em muốn cải thiện thể lực hay là muốn xả stress thì Hùng nghĩ rằng chạy bộ là một môn thể thao rất phù hợp. Hùng cũng rất hay đi chạy bộ, hoặc là anh em có thể đeo đôi giày này hoặc là có thể đeo đi chơi, đi làm hay là đi tập gym hay là làm bất cứ điều gì thì một đôi giày như này đều đáp ứng được tất cả các yêu cầu anh em nhé. Trừ cầu lông, trừ những môn thể thao mạnh ra thì không nói nhá. Ok, bye bye anh em có nhu cầu thì liên hệ Hùng nhá. Số lượng thì có mấy đôi như Hùng nói đấy.